Kính thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều sự việc trên đời xảy ra tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng nó lại tuân theo một số quy luật, đạo lý nhất định. Nếu như có thể nắm vững những quy luật dưới này thì rất có thể cải biến được vận mệnh của mình. Xin mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé. 1. Luật nhân quả, cho nhận, gieo gặt. Trên đời này không có một sự tình nào là ngẫu nhiên xảy ra. Mỗi một việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Đây được xem là quy luật căn bản nhất của vũ trụ. Vận mệnh của con người cũng là tuân theo quy luật này. Từ xưa đến nay, các trường phái công nhận quy luật này không chỉ có Phật giáo mà còn có Cơ Đốc giáo. Triết học gia Hy Lạp cổ đại Socrates và nhà khoa học vĩ đại Newton cũng công nhận đây là quy luật căn bản nhất của vũ trụ. Suy nghĩ, lời nói và hành vi của con người đều được coi là nhân và sẽ sản sinh ra quả tương ứng. Nếu nhân tốt thì quả cũng tốt, nếu nhân xấu thì quả cũng xấu. Con người chỉ cần có suy nghĩ thì sẽ lập tức không ngừng gieo trồng ra một loại nhân. Cho nên, thiện nhân hay ác nhân là do bản thân mỗi người quyết định. Bởi vậy, một người nếu muốn cải mệnh thì trước hết phải chú ý đến suy nghĩ của mình. Bởi vì, tâm niệm một khi khởi lên thì sẽ dẫn phát ra lời nói và hành vi tương ứng. Từ hành vi và lời nói ấy sẽ dẫn đến kết quả tương ứng. Gieo hạt giống tốt sẽ nhận được một rừng trái ngọt. Gieo hạt giống nào sẽ nhận được quả tương ứng? Muốn giàu sang thì gieo hạt hào phóng. Muốn nhận tình yêu thương thì gieo hạt yêu thương. Muốn nhận quả sức khỏe thì gieo hạt sự sống. Muốn gì, gieo nấy. Nếu bạn không gieo thì bạn sẽ không gặt. Đã gieo thì chắc chắn gặt. Gieo gì thì gặt đó. Đã gặt thì gấp nhiều lần gieo. Không phải không có quả báo là vì thời gian chưa đến. Nhân quả không bao giờ đến muộn, chỉ là càng nhiều thời gian thì quả càng lớn mà thôi. Nên làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó. Cái bạn nhận được tại thời điểm này là cái bạn đã cho đi trong quá khứ, vì bạn luôn có cái bạn cho đi. Vì vậy, để nhận được gì trong tương lai thì ngay tại thời điểm này bạn cho đi điều gì đó. Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin. Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện. Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt tâm từ. Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt chiến thắng. Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công. Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải. Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mật. Nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặt ngờ vực. Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn. Nếu bạn gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt hủy diệt. Nếu bạn gieo đố kỵ, bạn sẽ gặt phiền muộn. Nếu bạn gieo lười biếng, bạn sẽ gặt mù mẫm. Nếu bạn gieo cay đắng, bạn sẽ gặt cô lập. Nếu bạn gieo tham lam, bạn sẽ gặt tổn hại. Nếu bạn gieo tầm phào, bạn sẽ gặt kẻ thù. Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặt âu lo. Nếu bạn gieo tin tưởng, bạn sẽ gặt trung thành. Nếu bạn gieo tình yêu, bạn sẽ gặt yêu thương. Nếu bạn gieo tự do, bạn sẽ gặt giải thoát. Nếu bạn gieo ham muốn, bạn sẽ gặt ràng buộc. Nếu bạn gieo kiến thức, bạn sẽ gặt trí tuệ. Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt biến đổi. 2. Luật năng lượng biến đổi không ngừng. Vạn vật trong vũ trụ đều mang một trường năng lượng tương ứng và đặc trưng. Mọi thứ đều di chuyển và thay đổi cũng như việc biến đổi của năng lượng vậy. Không có gì là đứng yên và ngưng nghỉ cả. Luật này cho phép cuộc sống trở nên bất tận và kéo dài vô tận. Không có gì mất đi, chỉ đơn giản là biến đổi. Từ một năng lượng thấp và tiêu cực vẫn có thể chuyển hóa thành năng lượng tích cực và tinh khiết. Mọi năng lượng đều có thể biến đổi theo một chiều hướng khác, có thể là hoàn toàn khác biệt và hoàn toàn mới. Không có gì là mất đi trong vũ trụ cả, chỉ là biến đổi và chuyển sang một dạng năng lượng khác mà thôi. Tất cả đều là năng lượng. Vạn vật đều là năng lượng tùy thuộc vào tính chất, hình dạng, kết cấu đặc trưng của năng lượng đó mà thôi.
bạn có thể áp dụng luật này để chuyển đổi trường năng lượng của mình theo hướng mà bạn muốn. Tích cực hay tiêu cực là phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. 3. Luật vô thường, được mất. Các thuộc tính của thời tiết mưa, gió, nắng tạo hiện tượng mát, lạnh, nóng hình thành các mùa trong năm. Thời tiết vận hành tạo ra sự vô thường làm con người sinh lão bệnh tử, nhưng nếu không có cái vô thường đó thì sẽ không có thế hệ con người hạnh phúc, an lạc trong tương lai, cũng giống như không có mùa đông lạnh lẽo sẽ chẳng có mùa xuân ấm áp với muôn hoa đua nở. Tất cả những tai ách, chướng duyên hay cụ thể là chết chóc, ly biệt, là sầu não dẫu có xảy ra là đang hứa hẹn một cái mới hạnh phúc, tốt đẹp hơn trong tương lai. Vì vậy, chúng ta phải có suy nghĩ lạc quan trước mọi đổi thay dù là tiêu cực của cuộc sống để luôn có giây phút bình an, tự tại. Những khó khăn giúp chúng ta tích lũy được kinh nghiệm, những trở ngại rèn luyện cho ta bản lĩnh vững vàng, tạo đà để ta có đời sống tinh thần vững chãi và giải quyết mọi công việc một cách dứt điểm, nhẹ nhàng, sáng suốt hơn. 4. Luật hấp dẫn. Tâm niệm, tư tưởng, suy nghĩ của con người và hiện thực là luôn hấp dẫn lẫn nhau. Ví như, một người luôn tràn đầy ý niệm rằng đường đời là nhiều cạm bẫy, bước ra cửa sợ ngã, đi xe sợ tai nạn giao thông, kết giao bạn bè sợ bị lừa gạt, thì người này sẽ có nguy cơ rất cao là gặp phải những sự cố phiền phức ấy trong cuộc sống hiện thực. Họ chỉ hơi lơ đễnh, không cẩn thận thì liền rước họa vào thân. Trái lại, một người luôn có suy nghĩ vui tươi, vô tư chính trực, nghĩa khí khi kết giao bạn bè thì họ sẽ dễ dàng có được những người bạn cũng có tính cách như vậy hơn so với những người không có suy nghĩ này. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì con người đều là dùng con mắt lựa chọn để nhìn thế giới. Người ta chỉ nhìn đến, chú ý đến những con người, sự vật mà mình tin tưởng. Đối với những sự vật mà bản thân không tin tưởng, người ta sẽ có thiên hướng không chú ý đến, thậm chí là nhìn thấy mà làm như không nhìn thấy. Cho nên, những điều xảy ra trong hiện thực của một người là do tâm niệm của người ấy hấp dẫn mà đến. Những điều này con người cũng không khó để phát hiện ra. Tâm niệm của một người là tiêu cực, xấu xa thì hoàn cảnh thực tế mà người ấy gặp phải cũng sẽ tương tự. Ngược lại, tâm niệm của một người là lương thiện, là tích cực thì hoàn cảnh thực tế của người ấy cũng sẽ như vậy. Một người nếu có thể kiểm soát được tâm niệm suy nghĩ của mình, khiến nó luôn lương thiện, tích cực thì cái năng lượng mà tâm niệm ấy phát ra sẽ có thể hấp dẫn được người, sự việc, sự vật có cùng đặc tính. Cho nên, kiểm soát được tâm niệm, tư tưởng, ý nghĩ của bản thân sẽ có thể cải thiện được vận mệnh của mình. Cái gì giống nhau sẽ hút nhau lẫn nhau. Mỗi chúng ta là một viên nam châm, hay nói đúng hơn là một tảng nam châm. Tảng nam châm này là trí tuệ, là tâm hồn, là thể chất, là tinh thần của chúng ta. Cùng tần số nào sẽ hút tần số đấy. Mây tầng nào bay tầng đó, thành công, hạnh phúc, giàu có sẽ hấp dẫn thành công, hạnh phúc, giàu có. Không có điều gì tự nhiên xảy ra trong cuộc sống. Nếu trường năng lượng của bạn không tốt thì bạn cũng sẽ gặp những điều không tốt. Nếu bạn có trường năng lượng tốt thì bạn sẽ hút được những điều tốt đẹp đến. Hãy nâng trường năng lượng của mình lên thì ắt bạn sẽ gặp những điều bạn mong muốn. Chúng ta không được quyết định nơi chúng ta sinh ra, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn quyết định trở thành người như thế nào. 5. Luật gia tăng. Đây là một luật tuyệt vời để bạn áp dụng vào cuộc sống của bạn. Tính chất của nó là bạn cho đi, dù chỉ là một ít, nhưng đó lại là một lời khẳng định với vũ trụ rằng bạn có, và sự giàu có của bạn là dồi dào. Và từ đó, chính lời khẳng định đó sẽ tạo ra thực tại của bạn, vì vũ trụ cũng như một cây đèn thần hay một cỗ máy copy vậy. Dù chỉ có một ít tiền, dù là một khoản nhỏ thôi, nhưng cũng hãy biết ơn vì điều đó. Cảm ơn vì những thứ bạn đang có, và rồi sự dồi dào của bạn sẽ được gia tăng. Cầu nguyện mỗi ngày với những câu khẳng định biết ơn để gia tăng và cải thiện các khía cạnh trong đời sống của bạn, như là hạnh phúc, tiền bạc, thành công, sức khỏe, hay bất cứ điều gì bạn muốn có trong tương lai. Tuy nhiên, lời khẳng định không thể làm việc một mình được, mà nó phải được kèm theo với một tư tưởng và niềm tin mạnh mẽ. Tư tưởng mang một sức mạnh vô hình,
và hãy cứ tập trung vào điều bạn muốn và sáng tạo ra trải nghiệm mà bạn khao khát. Cứ tin như thể là nó chắc chắn sẽ xảy ra và rồi bạn sẽ thấy luật gia tăng làm việc rất hiệu quả. Thường thì hầu hết chúng ta khi vui, khi hạnh phúc thì ít khi biết ơn. Nhưng khi không vui hay buồn khổ thì chúng ta lại hay oán trách. Bây giờ, hãy thôi than phiền về nợ nần, những điều không vừa ý xảy ra trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn không muốn hấp dẫn thêm nợ nần và nhiều điều tiêu cực đến với bạn, mà thay vào đó hãy biết ơn với những gì khiến bạn vui và hạnh phúc ở hiện tại, và cảm ơn cả những gì bạn ao ước trong tương lai, và tin tưởng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. 6. Luật tin tưởng, niềm tin. Một người nếu thực sự tin tưởng thâm sâu, niềm tin cốt lõi rằng một việc nào đó chắc chắn sẽ xảy ra thì không quản việc ấy là thiện hay ác, tốt hay xấu đều sẽ xảy ra đối với người ấy. Trí óc của bạn sẽ tìm kiếm những thông tin, hoàn cảnh, nguồn lực để phù hợp với niềm tin của bạn. Luật niềm tin rất mạnh mẽ. Nếu bạn tin rằng bạn nghèo khó thì cả cuộc đời bạn chắc chắn sẽ nghèo khó. Khi đó bạn chỉ tìm kiếm những sự kiện, suy nghĩ để phù hợp với sự nghèo khó đó. Ví dụ như, tôi không có tiền, tôi không thành công. Nếu bạn tin tưởng mình giàu có và thành công thì cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh có khó khăn đến thế nào, bạn vẫn vượt qua để phù hợp với niềm tin giàu có và thành công đó. Chúng ta cũng hành động dựa trên niềm tin, dù đa số con người tự giới hạn niềm tin của mình. Điều may mắn là không ai sinh ra đã có niềm tin. Niềm tin của bạn về bản thân, tiềm năng, thế giới, tôn giáo, chính trị, con người, mọi thứ đều do bạn đã học hỏi một cách cẩn thận và tỉ mỉ, được hướng dẫn và lặp đi lặp lại nhiều lần. Vậy sẽ vô cùng sai lầm khi chúng ta bị giới hạn niềm tin của chính mình hoặc do bị ai đó tác động đến chúng ta làm giới hạn niềm tin từ bản thân chúng ta. Đôi khi họ nói, bạn không làm được đâu, điều đó khó lắm, chưa ai từng làm, bạn nghĩ bạn là ai, bạn không đủ thông minh, bạn không đủ sáng tạo. Đó đều là những lời nói làm giới hạn niềm tin của chúng ta. Điều tồi tệ nhất xảy ra khi chúng ta bị giới hạn bởi những niềm tin. Những niềm tin giới hạn sẽ giữ chúng ta lại trong cả một đời mà không phát huy được hết khả năng, tiềm năng trong mỗi người. Bạn cần phá vỡ giới hạn niềm tin của mình bằng cách luôn nghĩ khả năng của bạn, của mỗi người là không có giới hạn. 7. Luật buông lỏng. Con người chỉ khi ở trong tình huống buông lỏng tâm thái thì mới có thể đạt được thành quả tốt nhất. Một người có tâm thái nôn nóng, luống cuống, nóng nảy đều sẽ đem đến kết quả không tốt. Vậy tâm thái nào là tốt nhất? Đó chính là càng thanh khiết, không có niệm càng tốt. Một người nếu có thể đạt mục tiêu muốn đạt được những điều lý tưởng trong nhân cách, cảnh giới, các mối quan hệ và cuộc sống trong suy nghĩ, rồi buông lỏng tâm thái, tinh tấn cố gắng, làm những điều nên làm, không nghĩ đến kết quả thì những điều ấy sẽ nanh đến. Trái lại, nếu người ấy càng nôn nóng nhìn thấy kết quả đạt được bao nhiêu thì sẽ càng không thể đạt được kết quả lý tưởng bấy nhiêu, thậm chí còn nhận được kết quả ngược lại. Ví dụ, vào một đêm nóng bức đột nhiên mất điện, mọi người nằm trên giường đổ mồ hôi đầm đìa, chăn chọc không thể ngủ được, trong đầu luôn nghĩ lúc nào mới có điện, kết quả lại thấy điện như thể là cố tình không đến. Hơn nữa, khi con người càng bực bội thì thân thể lại càng bức bối hơn. Nhưng nếu người ấy quên đi, nằm yên tĩnh thì sẽ cảm thấy mát hơn và dường như điện cũng sẽ đến nhanh hơn. Tại sao lại như vậy? Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng không phải là mê tín. Đó là quy luật buông lỏng. Cái gọi là vô niệm, vô nghĩ ấy kỳ thực cũng không phải là nhất nhất rằng trong đầu não không có ý nghĩ gì hết, mà là dù có ý nghĩ nhưng cũng không để tâm, cũng có nghĩa là không lưu luyến vào đó mà sinh ra tâm này. Khi đạt được điều ấy rồi thì vận mệnh, hoàn cảnh xung quanh của người ấy cũng sẽ được cải biến. 8. Luật âm dương. Vạn vật đều mang các yếu tố và nguyên tắc âm dương và năng lượng nam tính và nữ tính bên trong nó, cũng như mọi thứ trên trái đất từ khoáng chất cho đến cây cối, động vật cho tới con người luôn cần có đủ và cân bằng hai nguồn năng lượng âm, dương để tăng trưởng và tiến hóa.
cũng như linh hồn phân chia ra thành các cặp nam nữ vậy. Trong trường hợp linh hồn sinh đôi, đó chính là linh hồn của bạn tách ra làm hai linh hồn mang hai nguồn năng lượng khác nhau, nữ tính trội và nam tính trội, để đi trải nghiệm hai khía cạnh khác nhau và có sự gắn kết đặc biệt. Đến thời điểm thích hợp đặc biệt, khi cần tiến hóa cao hơn nữa thì linh hồn sẽ hợp nhất và trở nên toàn vẹn. Người mang giới tính nam thường có năng lượng nam tính trội hơn nhiều so với năng lượng nữ tính, và người mang giới tính nữ thì ngược lại tương đối. Khi linh hồn tiến hóa lên cao thì linh hồn đó sẽ cân bằng được hai nguồn năng lượng này. Ngay cả bản thân chúng ta, bất kể là nam hay nữ thì vẫn mang trong mình cả năng lượng nam và nữ tính, chỉ là cái nào trội hơn mà thôi. Hoặc có nhiều người cân bằng cả hai nguồn năng lượng. Mỗi nguồn năng lượng đều mang tính đặc trưng đối với nhân loại. Chẳng hạn như năng lượng nam tính giúp chúng ta mạnh mẽ và vững chắc, can đảm và kiên cường, lý trí và khôn ngoan. Còn năng lượng nữ tính thì giúp chúng ta dịu dàng và tinh tế, sâu sắc và yêu thương, khéo léo và tỉ mỉ. 9. Luật lặp lại. Những gì bạn làm lặp đi lặp lại liên tục sẽ tạo thành thói quen. Bạn có thể tạo ra bất kỳ thói quen cảm xúc nào bạn muốn, như về tự tin, lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc. Bạn tạo lập thói quen tinh thần tích cực bằng cách tư duy, suy nghĩ, nói ra lặp đi lặp lại hàng ngày đến thuộc lòng. Điều quan trọng của quy luật thói quen là giúp bạn trở thành con người mà bạn nghĩ đến nhiều nhất hàng ngày. Bạn trở thành người như bạn thường nghĩ trong hầu hết thời gian hàng ngày. Emerson nói, con người thường làm những gì mà họ nghĩ cả ngày. Vậy bạn thường nghĩ gì cả ngày? Bạn hãy chọn những mục tiêu, suy nghĩ tích cực và thường xuyên nghĩ đến cả ngày. Khi đó bạn sẽ trở thành những gì bạn suy nghĩ. Khi thay đổi thói quen suy nghĩ, bạn thay đổi cuộc đời. 10. Luật bên trong tạo ra bên ngoài. Thế giới bên trong bạn tạo ra thế giới bên ngoài bạn. Hoa quả được quyết định bởi gốc rễ. Bên trong như nào bên ngoài như vậy. Bạn muốn bên ngoài bạn vui vẻ thì bên trong bạn phải vui vẻ. Bạn muốn thế giới bên ngoài bạn tốt đẹp thì thế giới bên trong bạn phải tốt đẹp. Thứ gì có trong đầu thì có trên tay. Mọi thứ trên thế giới này được tạo ra hai lần. Lần thứ nhất là trong tâm trí, lần thứ hai là ngoài đời thực. Vậy nên mình cần cài đặt, thay đổi thế giới bên trong trước, bên ngoài tự thay đổi. 11. Luật tập trung. Cái gì bạn tập trung vào thì cái đấy sẽ càng mở rộng. Tập trung vào sự vui vẻ, tích cực thì cuộc sống càng có nhiều niềm vui và sự tích cực. Đừng ca thán, đổ lỗi, oán trách. Toàn bộ cuộc sống là do chính ta tạo ra. Hãy luôn tập trung vào sự biết ơn và trân trọng những gì bạn đang có, thì bạn mới có được những thứ khác. Thay vì tập trung vào vấn đề, những điều chưa được tích cực thì tập trung luôn vào kết quả, hạnh phúc, tự do, thành công, giàu có, tích cực. 11. Quy luật nhị nguyên. Mọi thứ đều có tính hai mặt và những yếu tố đối lập với nó cũng như ánh sáng và bóng tối, tích cực và tiêu cực, chân lý và nghịch lý, duy vật và duy tâm, ưu điểm và yếu điểm. Tất cả hỗ trợ cho nhau. Có cái này chúng ta mới biết được tính chất và sự tồn tại của cái kia. Cái có hỗ trợ cho cái không và cái không hỗ trợ cho cái có. Luật nhị nguyên được thiết kế ra để linh hồn có thể lựa chọn được cái mình muốn trải nghiệm và chọn sáng tạo ra mình là ai dựa trên sự đối lập nhị nguyên được đặt ra. Linh hồn sẽ không thể lựa chọn khi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Có chiến tranh chúng ta mới biết thế nào là hòa bình. Có thù ghét chúng ta mới biết thế nào là yêu thương. Trong chân lý có nghịch lý, trong sáng có tối, trong tích cực có tiêu cực, trong cái không chuyển động lại có sự chuyển động. Ngay cả thiên thần còn có thiên thần ánh sáng và thiên thần bóng tối. Mỗi vấn đề, mỗi sự kiện đều có tính hai mặt của nó tùy thuộc vào sự nhìn nhận của mỗi người theo khía cạnh mà chúng ta quan sát. Hai mặt tốt hay xấu, đó luôn là xu hướng mà nhân loại hay đánh giá về vấn đề. Bên cạnh đó, nhân loại thường có xu hướng đồng hóa mọi thứ. Tuy nhiên, vấn đề chúng ta cần xem xét không phải là đồng hóa, mà là chấp nhận sự tồn tại của tính hai mặt đối lập
việc chúng ta cần làm là tập trung vào những điều tốt đẹp mà bạn muốn trải nghiệm, vì có những thứ chúng ta không thể nào đồng hóa theo ý muốn của mình được. Khi nâng cao nhận thức, chúng ta sẽ thấy rõ được vấn đề và sẽ không còn vướng mắc vào sự phán xét cái thiện và cái ác, ánh sáng và bóng tối nữa. Và từ đó, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận tính nhị nguyên thần thánh của vũ trụ hơn. Nên chẳng có lý do nào để phán xét một sự kiện hay vấn đề nào cả. Mọi thứ được thiết kế đều là vì có chủ ý riêng, vì một lý do tối cao nào đó. Dĩ nhiên, ai trong chúng ta chắc hẳn cũng đều tồn tại góc sáng và góc tối, tích cực và tiêu cực bên trong mình. Quan trọng là chúng ta chọn phát huy cái nào và thể hiện nó ra mà thôi. Hãy sáng tạo và thay đổi thực tại của bạn theo cách mà bạn mong muốn, bằng những suy nghĩ và tinh thần tích cực, lạc quan, yêu đời và phóng khoáng. Hãy luôn nhớ rằng bạn luôn được trao quyền là đấng sáng tạo của cuộc đời mình. Tương lai nằm trong tay bạn. 12. Quy luật nhất thể là luật tối cao mang tính chất tuyệt đối trong vũ trụ. Tính chất của luật nhất thể thần thánh này chính là vạn vật đồng nhất thể và tất cả là một, dù có khác biệt nhưng không hề tách biệt. Vũ trụ là nơi mà tất cả mọi thứ, vạn vật đều có sự liên kết và kết nối với nhau. Từng lời nói, tư tưởng, niềm tin và hành động của mỗi chúng ta ít nhiều cũng ảnh hưởng đến mọi thứ và vũ trụ xung quanh chúng ta. Dù có là gì trong vũ trụ đi chăng nữa thì tất cả mọi thứ cũng đều là một. Dù có khác biệt về tuổi tác, nguồn gốc, giai cấp, tầng lớp xã hội, tôn giáo, nhận thức hay niềm tin, thì chúng ta tất cả vẫn mãi là một. Đây cũng là lý do nhiều đấng chân sư hay nói rằng nhân loại đau, ta cũng đau. Hay tốt cũng thương mà xấu cũng thương. Cái tốt đẹp của người khác cũng là cái tốt đẹp của bạn. Cái xấu xa của người khác cũng là cái xấu xa của chính bạn. Khi bạn yêu thương người khác cũng chính là bạn yêu thương bản thân bạn. Khi bạn giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ bản thân bạn. Mọi điều bạn làm với người khác cũng chính là điều bạn làm với bản thân mình. Khi hiểu rõ luật này, khi hiểu rõ tất cả chúng ta là một, bạn sẽ hiểu lý do tại sao quy luật vàng của nhân loại luôn là hãy đối xử với người khác như cách mà bạn muốn được đối xử. Nếu bạn cảm thấy đúng thì hãy áp dụng nó vào cuộc sống của bạn. 13. Quy luật cộng sinh. Một mối quan hệ giữa hai cá thể loài vật, cây, con người hay một tổ chức chỉ tồn tại được lâu dài nếu cả hai đều sinh lợi, cộng sinh cho nhau. Nếu một mối quan hệ chỉ có lợi cho một bên còn bên kia chỉ có hại thì mối quan hệ đó sẽ không tồn tại được lâu dài. Khi bạn nhận mà không cho đi hoặc trả lại, dần dần bạn sẽ mất đi sự giàu có của mình. Đó là luật cộng sinh. Luật này cũng giống luật cân bằng của vũ trụ, luôn có sự trao đổi và cho và nhận của hai bên. Khi một điều gì đó được sáng tạo ra đều phải có năng lượng, sức lực và tâm huyết để tạo ra, nên khi ai đó sử dụng sự sáng tạo đó nên đáp trả lại để bù đắp công sức của người sáng tạo. Một người sáng tạo hỗ trợ, giúp đỡ trên thế giới này không thể sống bằng không khí và ánh sáng. Khi bạn cho đi điều tốt đẹp với tình yêu thuần khiết, bằng cách này hay cách khác vũ trụ luôn cân bằng sẽ trao lại cho bạn điều tốt đẹp hơn, nên không cần trông đợi cái bạn đã cho đi. 14. Luật tình yêu. Tình yêu chính là nguồn năng lượng mạnh nhất trong vũ trụ. Chỉ tình yêu mới giúp nảy sinh tình yêu. Vì thế nếu chúng ta càng thể hiện ra ngoài sự yêu quý và trân trọng những người xung quanh ta như bạn bè, người yêu, đồng nghiệp và thậm chí là cả đối thủ, thì năng lượng tiết ra càng mạnh mẽ và chúng ta sẽ nhận lại được sự yêu mến và tôn trọng của những người xung quanh. Một người tốt sẽ tích lũy được một trường năng lượng lành mạnh bằng tình yêu và thiện tâm. Nếu một người đang gặp hiểm nguy, thì tiềm thức của anh ta sẽ khiến cơ thể có khả năng cảm nhận chỗ nào không tốt, hoặc sẽ thể hiện ra một dấu hiệu cảnh báo, sao cho những nguy cơ tai nạn này sẽ được hóa giải. Vũ trụ này của chúng ta có một quy luật hết sức quan trọng, đó là quy luật về sự tương đồng. Nó hình thành nên một trường có năng lượng. Những gì chúng ta muốn, những gì chúng ta suy nghĩ phát xuất ra trong không gian này, thì vũ trụ sẽ phản ứng lại những điều ấy một cách tương ứng. Tình yêu thương là ánh sáng, nó soi sáng những người cho đi và nhận lại.
Tình yêu thương là lực hấp dẫn, bởi vì nó khiến người ta xích lại gần nhau hơn, hấp thụ lẫn nhau. Tình yêu thương là sức mạnh, bởi nó tổng hợp tất cả những thứ tốt nhất mà chúng ta có và tăng lên gấp bội. Nó khiến con người không đắm chìm trong sự ích kỷ mù quáng và bị hủy diệt. Tình yêu thương có thể gợi mở mọi vấn đề. Vì tình yêu thương mà chúng ta sống, rồi chết đi. Tình yêu thương chính là thần linh và thần linh cũng chính là tình yêu thương. Loại năng lượng đặc biệt này có thể làm sáng tỏ tất cả mọi điều và gieo ý nghĩa cho sinh mệnh. Chúng ta đã bỏ mặc nó quá lâu, có thể vì chúng ta e sợ tình yêu thương. Bởi nó là năng lượng duy nhất trên đời mà con người không tùy ý vận dụng được. Tình yêu và thiện tâm là hai loại cảm xúc có trường năng lượng lớn mạnh nhất trong vũ trụ này. Khi nuôi dưỡng trong mình tình yêu và thiện tâm, trường năng lượng của chúng ta sẽ phát triển vô cùng lớn mạnh. Tình yêu thương hóa giải được tất cả nghiệp lực. Chấp nhận, không đối kháng là vì khi hiểu rõ và hòa nhịp cùng với các quy luật tự nhiên và trật tự thần thánh, chúng ta sẽ tự nhiên trôi theo dòng chảy và dễ dàng hoàn thành sự sáng tạo của mình thông qua sự hiểu biết về tính hỗ trợ của các quy luật. Hãy trân trọng biết ơn mọi sự việc sự kiện xảy ra với mình. 15. Quy luật cân bằng. Luật cân bằng là luật quan trọng nhất trong các quy luật của cuộc sống. Nó là nền tảng của tất cả các quy luật khác. Luật này chi phối tất cả mọi sự vật hiện tượng trên trái đất và vũ trụ, kể cả con người và các hiện tượng liên quan đến đời sống con người. Nhờ luật cân bằng mà vạn vật, trái đất, vũ trụ được giữ ở trạng thái cân bằng và không bị xảy ra tình trạng hỗn loạn. Mọi người ai cũng mơ hồ cảm nhận được luật cân bằng nhưng không diễn giải được nó ra một cách rõ ràng. Ví dụ khi ta nghe một người nói, ông trời công bằng lắm, hay được cái này, mất cái kia. Đó chính là lúc mọi người đang nói đến luật cân bằng. Nếu nắm được cách những quy luật này vận hành và có tâm thức cải biến, chắc chắn cuộc đời bạn sẽ sang một trang mới nhiều bất ngờ. Thấu hiểu những quy luật trên, cuộc đời bạn sẽ dễ dàng thuận theo tự nhiên để thành công. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ nắm giữ 15 quy luật của vũ trụ để làm chủ vận mệnh. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng.